đồ cưới của bà đó nha. Wow, trời ơi, đồ cưới hả? Ừ. Nhớ nha. Cái gì? Chỉ được cầm thôi đó. Ý, em biết thôi. Ừ. Không được bán nghe chưa? Ý, vàng thiệt. Ừ, thì vàng thiệt chứ ai nói vàng giả. Chú Từ ơi, chú Từ ơi. Dạ, tôi để trong tủ mất tiêu hết rồi. Trời đất, bà nói sao vậy? Nếu như bà nói như vậy á, thì tôi nghĩ chỉ có người quen lấy thôi. Bà đi thưa công an đi, người ta điều tra lấy dấu vân tay là ra liền. Thí dụ tình trộm bên ngoài thì còn đỡ đi. Ôi, mà... thiệt tình. Bà đâu nè, chìa khóa tủ cất đâu không biết nè. Trời ơi, làm hết hồn luôn à. Nè, làm gì mà hết hồn vậy? Thì bà lù lù vô hết hồn, sống chịu gõ cửa gì hết trơn trội gì. Ừ. Hả, bà đi đâu đây? Đây phòng tôi, tự nhiên hỏi câu gì lạ vậy? Ủa, rồi đó, nãy bà qua nhà Cương phải không? Tưởng bà qua bển chơi chứ. Chơi với ai bên đó? Ông nghĩ sao vậy? Ăn hiếp tôi thì giỏi lắm, nói ra câu nào cũng được hết trơn à. Chứ không phải bà hợp với thằng Cương hơn tôi vậy? Nè, ông đi đâu vậy? Đừng có nói kiểu đó với tôi nghe chưa. Thằng Cương là đứa biết điều, ông dòm là ông coi. Ừ. Tại ông làm nó chán ngán. Tôi làm gì mà nó chán tôi? Tôi làm gì mà nói vậy? Thì đó, tự ông biết đi, chuyện rành rành đó. Mày đặt hỏi. Nè. Hả? Ông thiệt đúng là lì lợm nha. Trời, tôi đã cấm cửa con mẹ quê rồi, sao ông cứ để con mẹ tao đây hoài vậy? Hả? Tôi là chồng của bà nghe, chứ không phải con của bà đâu. Lì là đi sao? Bà nói vậy là không phải bà chửi tôi hả? Tôi nói hoài mà ông không biết nghe làm chi. Hả? Tôi nhắc lần này lần cuối nha, ông không được hẹn hò con mẹ quê tới nhà tôi nữa nghe chưa. Ai hẹn hò đâu, tự động bà tới chứ bộ. Tới thì đuổi về, ai mượn ông tiếp. Thì thằng ở đợi nhiều chuyện quá, coi bộ bà tin người ở ngoài hơn người trong nhà ha. Con mẹ quê có tới đây không? Có không? Thì có. Bà tới thì tôi kêu bà về, chứ có ai đâu mà ngồi tới mòn ghế hư ghế của bà đâu mà làm thấy ghê quá vậy. Bà đang làm gì mà ông lục lọi cái tủ mình vậy ta? Trời ơi, ông hết hồn mày. Ủa, tưởng ông đi rồi chứ. Nhà tao mà. Mày qua đây làm gì? Ờ thì bà nhờ tôi qua đây quét dọn. Ủa, hồi nãy thấy ông đứng ngóng ngóng ngoài cổng. Thôi mày ổn quá đi. Nhà của tao, tao muốn đi về nào tao đi. Tao muốn về về nào tao về, tao phải trình báo mày sao? Dạ không phải. Hồi nãy vợ trong đầu ở Đinh Ninh á, là ông đi rồi, vợ thấy ông mới hỏi. Thôi quay nhà lo chuyện với nhà đi, đừng có một hồi trèo đèo lo chuyện người lớn. Tắt ngang, rồi, mân chí. Đóng cửa hỉ. Đóng cửa mân chí, vô luôn, ừ. Vô luôn, ăn luôn đi. Ngồi xuống đi. Gì nữa? Ừ, nè, đồ cưới của bà đó nghe. Wow, trời ơi, đồ cưới hả? Ừ, nhớ nha. Cái gì? Chỉ được cầm thôi đó. Ý, em biết thôi. Ừ. Không được bán nghe chưa? Biết rồi. Ôi, chú cho ơi. Ôi, là vàng, vàng lấp lạnh quả. Úi, vàng thiệt. Ừ, thì vàng thiệt chứ ai nói vàng giả. Thiệt quả, đỏ. Bởi tôi là gánh tì lắm. Người ta thì được cưỡi bằng vàng rong, còn tôi thì vàng mạ nè, rồi lông chỏ nè. Có cái chi đâu, không có chiều, tuổi thân quả. Ủa đi mẹ. Chuyện đại sự không lo mà lo cái chuyện nho nhặt không à. Cắt vô lại đi, người ta giấu gần chết mà cũng bày ra vậy đó. Biết rồi. Thôi cất vô. Xịt quá. Quả bữa nay quá đã cầm thêm vàng, yếu lắm đó nghe. Cái này cầm đỡ tôi nghe. Ừ. Giữ uy tín nghe. Biết rồi. Phải uy tín với tôi nghe. Ừ, biết rồi, nói hoài. Mà người ơi, bao nhiêu đây, đủ không hỉ? Liệu cơm gấp mắm thôi. Ừ. Khả năng tôi chỉ có vậy thôi, đòi hơn nữa cũng không có đâu. Chú Từ ơi. Chuyện gì vậy bà? Có hai nhà không? Hai cậu đi rồi. Chú ơi, nhà tôi để trong tủ mất tiêu hết rồi. Trời đất, bà nói sao vậy? Vàng cất trong tủ sao mà mất? Trời đất ơi, mất thì tôi nói mất chứ không lẽ tôi dựng chuyện. Trời ơi, tôi mất nhiều lắm, tôi mất hết trơn rồi chú ơi. Tôi mất bộ xi men nè, dây chuyền nè, mấy chiếc nhẫn, rồi cặp bông tai bằng đá quý của tôi nữa. Tôi thề độc cho bà tin á, tôi nói thiệt với bà, tôi không có tham lam bậy bạ vậy đâu. Bà phải đi báo công an thôi, người ta sẽ điều tra ra thủ phạm thôi à. Đi, cái gì? Bà đi với tôi. Trời đất ơi, đi đâu vậy? Thì đi báo công an chứ đi đâu. Tôi có nghi ngờ gì chú đâu, tôi chỉ nhờ chú qua quét dọn bên ngoài, tôi đâu có đưa chìa khóa phòng cho chú đâu mà nghi chú. Thì đó, tôi chưa bao giờ bước chân vô phòng của bà. Chú, có lẽ là chú quên đóng cửa sổ cho nên là ăn trộm nó nhảy vô đó. Trời ơi, tôi có mở cửa sổ nhà bà bao giờ đâu mà đóng.
Giờ bà coi kỹ lại coi, có dấu cạy tủ hay là lục tung đồ đạc trong phòng của bà không? Trời ơi không, chỉ có cái ngăn tủ nhỏ ở trong cái tủ áo dài. Rồi thì cái ngăn đó nó mở bung ra, tiền vàng tôi bỏ trong đó đó. Tôi nói bà nghe nè, nếu như bà nói như vậy á thì tôi nghĩ chỉ có người quen lấy thôi. Bà đi thưa công an đi, người ta điều tra lấy dấu vân tay là ra liền. Ví dụ tên trộm bên ngoài thì còn đỡ đi. Ôi mà... thiệt tình à. Trời ơi, tôi nói cho bà nghe nè, nếu bà thương tôi á thì bà mau mau bà báo công an để người ta điều tra. Chứ kiểu này á tôi khó ăn khó nói với cậu chủ tôi lắm.